Bánh chưng bánh tét là một món ăn truyền thống thường được nấu cho mọi dịp Tết âm lịch Việt Nam. Từ thời vua Hùng Vương thứ 6, nhiều gia đình truyền lại những cách thức nấu bánh chưng bánh tét trải qua hàng ngàn thế hệ cho đến tận bây giờ. Bạn có biết nấu bánh chưng bánh tét không? Với mục đích bảo tồn văn hóa ẩm thực cổ truyền cho thế hệ Việt Nam kế tiếp, Little Sài Gòn TV tổ chức cuộc thi đặc biệt dành cho các em sinh viên học sinh chưa bao giờ biết nấu bánh chưng bánh tét. Cuộc thi này bao gồm 5 nhóm học sinh sinh viên được hướng dẫn bởi 5 đầu bếp chuyên về bánh chưng bánh tét. Đội nào sẽ giành được giải nhất vào ngày thi tổng kết 15 tháng Giêng năm 2017 tại Thương xá Phước Lộc Thọ. Hàng tuần quý vị sẽ được theo dõi hành trình học hỏi của từng đội. Và sau đây xin mời quý vị gặp gỡ các em sinh viên đến từ Hoa Khôi Liên Trường. Em tên là Sandy Phạm, em đội hiện MBSC và UBSC. Em xin kính chào quý vị, em tên là Daisy Duan. Em là A Khôi Thanh Thiện, representing Miss Vietnam Southern California pageant. Em xin kính chào quý vị, em tên là Elizabeth Vũ Lâm Liên Hà, em là Miss Áo Dài, Á Khôi Duyên Dáng của Hoa Khôi Liên Trường năm 2016. Miss Vietnam Southern California is a pageant hosted by UVSA, which is a student organization. Hoa Khôi Liên Trường là một cuộc thi mà Tổng hội Sinh viên Việt Nam miền Nam California hay tổ chức hàng năm tại Hội Tết Sinh viên. MBSC là đội hoa hậu cho Hoa Khôi cho mấy người thi để đoạt được tiền cho đi học cao hơn. Hoa Khôi Liên Trường là một cách để giúp các cô sinh viên học hỏi về lịch sử Việt Nam, đồng thời tạo tinh thần cho các cô sinh viên. Việc đầu tiên, các đội cần một nhà bảo trợ để cung cấp nguyên liệu, vật liệu nấu nướng cho cuộc thi. Đội của em đã nghe về cái cuộc thi này mà chưa có biết có thể ai được sponsor cho mình. My team members and I, we heard about this competition making the cultural rice cake for the New Year's and we really wanted to compete in it, but we didn't have a sponsor. Chào các em. Chào chị. Chị là Thanh Mai, giám đốc điều hành hệ thống thẩm mỹ Hoài Anh Cali và trường Hair Cali Beauty Academy. Thanh Mai nghĩ rằng mình sinh ra về trong cái ngành thẩm mỹ bởi vì ngay từ khi nhỏ lớn lên đi học và đã chọn về cái trường đại học về mỹ thuật, cho nên sau khi ra trường Mai rất là thích về ngành thẩm mỹ. Hoài Anh Corporation được thành lập từ năm 2010 tại Cali và hiện nay Hoài Anh đã có một trường học chuyên về dạy xâm thẩm mỹ và hai chi nhánh để làm phục vụ cho những người làm đẹp, về đặc biệt về xâm thẩm mỹ. Khi bước vô thì thấy cái hình đằng sau á, cho nên không biết là tại sao hình đó mà khi cô đã vô, khi chị Thuân Mai tới thì mình thấy là người đẹp trước mặt mình, cho nên thấy rất là hân hạnh được gặp chị ấy. Em thấy cái hình của chị Thanh Mai là chị đã đạt được cái giải Mrs. Asia International 2015. Em thấy là chị đó rất hay, là một là thắng được cái giải đó, mà hai nữa là thành lập một cái trung tâm thẩm mỹ rất thành công để giúp cộng đồng Việt Nam, nhất là các phụ nữ Việt Nam làm đẹp hơn. Trong 5 năm, Hoài Anh nay đã trở thành công ty chuyên môn đào tạo về thợ xâm chuyên nghiệp. Thì cái trường học giúp đỡ được rất là nhiều những cái bạn mới vừa ra trường high school hoặc là không có muốn đi về những cái ngành nghề khác mà muốn về cái ngành làm đẹp. Chị rất là thích cái ý tưởng cuộc thi bánh chưng bánh tét của đài Little Sài Gòn TV năm nay, cho nên chị quyết định bảo trợ cho đội của mấy em. Chị Thân Mai nói là sẽ sponsor cho mình, cho nên rất là vui. It was a big surprise that she was going to sponsor our team for this competition.
Thanh Mai rất là vui và hào hứng được bảo trợ cho các em Hoa Khôi Liên Trường dự thi cái cuộc bánh chưng bánh tét của năm nay, bởi vì bên cạnh những cái nét đẹp duyên dáng về hình thể, chúng ta phải trau dồi những cái kiến thức cho cái đẹp bên trong. Sau khi em nghe câu chuyện của chị Thanh Mai về thẩm mỹ của chị, câu chuyện đó giúp cho em muốn thành công hơn trong cuộc đời của em. Khi nghe được chuyện của chị Thanh Mai, em thấy rất là ái mộ, tại vì chị là rất là trẻ, rất là xinh đẹp mà cũng biết mở tiệm mình, biết làm thành công, cho nên em thấy là rất là một người mình có thể look up to. Khi mà vừa gặp mấy em, Thanh Mai thấy các em rất là đẹp, rất là dễ thương, và đặc biệt là thích học hỏi về những cái gì đó mà của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Bánh chưng bánh tét là biểu tượng cho cái món ăn của ngày Tết Việt Nam chúng ta, đó là một sự khéo léo. Và khi mà ngồi ăn bánh chưng bánh tét, chúng ta nói chuyện về những người thân, về những cái gì của gia đình. Rất may mắn đã được tham gia vào cuộc thi này, tại vì cuộc thi này sẽ giúp cho em học hỏi, biết thêm về phong tục tập quán ngày Tết Việt Nam. Em thì không bao giờ làm bánh chưng hay bánh tét, mà em thấy mỗi Tết thì ba mẹ em hai người đều sang Việt Nam, cho nên mỗi Tết thì là mình celebrate. Nhưng mà năm nay em hy vọng được tập làm mình để mùa Tết này mình có thể làm cho mẹ ăn. I have never made bánh chưng bánh tét before ever in my life, but I've always wanted to learn how to do this. So I'm very, very extremely excited to learn how. Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi năm Tết đến Mai chỉ mong được thật là nhanh để tới những cái ngày mà gia đình gói bánh chưng bánh tét. Ba mẹ nấu bánh chưng bánh tét, và đặc biệt là khi Mai còn nhỏ đó thì nấu gói cho Mai những cái bánh rất là nhỏ, rất là dễ thương, mà có khi đi ngủ cũng phải ôm theo để ngủ. Cho nên mỗi lần mà nhớ đến ngày Tết là nhớ đến bánh chưng bánh tét, và đặc biệt Thanh Mai rất là nhớ đến ba mẹ của mình. I want to thank our sponsor greatly for helping us take a deeper step into our community and learning more about our culture. Em xin cảm ơn chị Thanh Mai đã sponsor mình. Em hy vọng là mình có thể thắng cho chị Thanh Mai có thể được vui. Chúng em xin cảm ơn chị Thanh Mai của Thẩm mỹ Hoài An Cali đã bảo trợ chúng em trong Hoa Khôi Liên Trường. Đây là một cơ hội để chúng em học hỏi và biết về phong tục tập quán của ngày Tết Việt Nam và duy truyền văn hóa của người Việt Nam. Hãy cố gắng lên mấy em, bởi vì chị nghĩ rằng cuộc thi này rất là có ý nghĩa cho những người Việt Nam của chúng ta, và bởi vì tất cả những người Việt Nam đang háo hức và theo dõi cái chương trình của chúng ta. Tuy rằng chúng ta thắng hay thua điều đó không quan trọng, nhưng mà sau cuộc thi chắc chắn rằng các em sẽ biết gói bánh chưng bánh tét. Cố lên đội Hoài Anh Cali, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Cảm ơn Hoài Anh Cali. Và đây với nhà bảo trợ Hoài Anh Cali, các em sinh viên đến từ Hoa Khôi Liên Trường sẵn sàng chính thức bước vào phần học hỏi nấu bánh chưng bánh tét. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi đài Little Sài Gòn TV trên băng tần 57.7. Tôi tên là Khuyến Nguyễn, trưởng ban tổ chức hội chợ Tết LA trong 14 năm và là chủ nhân của nước mía Vĩnh Đồng. Thanh Mai xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình, và hôm nay Thanh Mai cảm thấy rất là vui, tất cả mọi người tập trung ở nhà Mai thật là sớm. Cái điều đặc biệt nữa là Thanh Mai mời được chị Khuyến Nguyễn, một người có rất là nhiều kinh nghiệm gói bánh chưng bánh tét. Tiệm nước mía Vĩnh Đông hàng năm cũng gói hàng ngàn cái bánh chưng, bánh tét để phục vụ cho bà con đồng hương của chúng ta. Thì được vinh hạnh là đại diện cho các em Hoa Khôi Liên Trường để mà hướng dẫn các em gói cái bánh chưng như thế nào cho nó đúng cách và nó nhanh, nó đẹp, nó gọn để đúng với cái truyền thống của đất nước Việt Nam chúng ta. Nói thì đầu tiên phải nói cảm ơn đài Leader Sài Gòn TV trên băng tần 57.7
đã đưa ra một cái chương trình này để duy trì cái truyền thống Việt Nam của chúng ta. Tại vì qua cái thế hệ của những người lớn từ Việt Nam qua Mỹ thì nếu mà hết cái thế hệ người lớn là cái bánh chưng không có được nấu tiếp. Tôi rất là thích thú trong cái chương trình này và sẵn sàng đến đây để giúp cho các em thế nào đó để biết gói theo cái trình tự đúng quy cách của cái bánh chưng. Chào mấy em, thì cũng như là tại vì ngày xưa cô cũng là cô giáo, thì bây giờ gặp lại mấy em giống như mình đang trên lớp học vậy. Thì bây giờ theo cái trình tự cô sẽ nói với mấy em sao thì mấy em sẽ làm như vậy. Thì đầu tiên hôm nay là mình gói cái bánh chưng. Mục đích ở đây là mấy em học để rồi truyền đạt cho thế hệ mai sau nữa. Do đó mấy em cố gắng theo dõi từng step một và thực hành từng step một. Okay. When I first saw my mentor today, I was very excited to learn how to make something that tastes so delicious. I thought she was very young, and she seems very knowledgeable about how to make bánh chưng ở Bến Tre. So hopefully we'll get to learn her trade. Trước khi làm thực hiện bánh chưng đó, là mấy em sẽ ngâm nếp trước 8 tiếng hoặc là 10 tiếng trong một đêm đó. Và đậu xanh thì mấy em chỉ được chưng phân nửa thời gian của nếp thôi. Tại vì đậu xanh ngâm lâu sẽ sượng, cứng, ăn sẽ không ngon. Còn thịt heo là mấy em mua về rửa cho thiệt là sạch. Mà cô rất là quan trọng về thịt heo là mấy em rửa làm sao mà miếng thịt cho sạch, cho thơm. Cái nước nhiễu xuống nó trong, không có còn thấy nước đục nữa. Thì cái bước đầu tiên là mấy em rửa sơ qua đi rồi bắt đầu vắt chanh. Như bao nhiêu từng này thịt đó thì cô vắt 3 trái chanh. Cô bỏ chừng nửa chén muối. Muối với chanh bỏ vô bóp cho đều rồi để đó 1 tiếng đồng hồ sau. Đem ra rửa lại nước cho thật là sạch, để trong một cái rổ hướng dưới cái thau để nó ráo nước cho miếng thịt khô đi. Và cái đầu tiên đối với tôi quan trọng nhất là cái thịt. Nếu mà thịt ở Việt Nam của chúng ta rửa ướp đơn sơ được rồi, nhưng mà thịt ở đây là chúng ta phải làm cho rất là kỹ để khi ăn ra nó được cái mùi thơm của thịt, của hành, của tiêu, chứ không có cái mùi hôi. Khi mà mấy em lo thịt nếp và đậu xong đó là bắt đầu xé chuối. Mà trước khi mấy em xé chuối đó là mấy em phải có cái khuôn bánh. Cái khuôn bánh này sở dĩ á, ngày xưa đó bên Việt Nam chúng ta làm khuôn cây không à. Nhưng mà ở đây cô có nhà hàng tiệm nước mía Vĩnh Đông. Cô dùng cái thớt để mà cắt ra rồi đo đóng một cái khung vuông như thế này. Sở dĩ dùng cái thớt là được Health Department approve. Ở đây cái vệ sinh là cần thiết nhất cho mình, thì mình làm sao cho rất là sạch. Nấu bánh chưng bánh tét khó hơn sự tưởng tượng của các em học sinh sinh viên. Nhóm này có thể vượt qua những thử thách cam go này không? Xin mời quý vị giữ máy và đón xem phần 2 của chương trình cuộc thi nấu bánh chưng bánh tét.